Hôm nay tới biển này là được Tú Anh giới thiệu. Bên nói là chắc cái cuộc đời mình không mua được nhà này đâu. Tú Anh nó nói mệt. Sao mà mua được? Nó dám thách anh Bình nữa ha. Rồi. Anh tưởng anh đi với hai người, hai người đẹp giấu mặt. Cái này không phải giấu mặt ha, không cần giấu mặt phải không? Sao mở mặt luôn? Ok, bên đây bụng rồi ăn. À, nói vậy, đợi ăn sợ nó hư đâu. Bữa nay định với hai, đi với hai người giấu mặt nữa thôi, giờ mở mặt luôn. Cái gì cũng không tốn tiền chứ. Đi với Tú Anh nè. Biết đẹp chưa? Rồi. Đi biển mà ăn đồ này thôi là nhất rồi. Cái bánh trắng là bánh trắng là sao? Gió rồi, cái giấy mình phải giữ cho phải không? Chứ nó bay rung tung ngoài đường. Đúng rồi, đúng rồi. Ở City Danapon là đây rồi. Ừ, Joe. Oh my god. I'm like, what are you? My sister come here and my brother. What did you do it by yourself? Yeah, I just walked. Okay, we should do next time. I'm sorry, I keep no saying worries. That I don't do that. Oh, okay. I didn't know that you enjoy too. Of course. Okay, you call me again. Please. Okay. No worries. I'm like, I didn't recognize you. I'm like, anh gặp bạn trên biển tình cờ. Hi. Chưa biết chỗ đó đâu, anh mà đi nó mình dắt nó đi. Ở nhà anh kỳ cao sướng quá ha. Dễ sợ thiệt, hai mấy triệu ha. Không ngờ. Mà sao nó mở cửa ghê vậy? Cái đó là cái cửa xuống cái đường biển thôi. Nó có một cái đường anh Vinh đi xuống biển thôi. Nó có ba cái cầu thang đi xuống biển. Nhưng mà dạ. Được chứ, nhưng mà muốn đi bằng ngang cái nhà để coi có security chặn lại liền không. Nó chỉ cái đường đi ra biển thôi. Dễ sợ thiệt. Cái nhà bự như cái này hả? Ừ, cái xăm xăm. Nhưng đi xe lèn đó. Ủa, anh Vinh đang là nói. Chà chà. Quá xa đâu. Để coi cái nào không thích, không thích. Cái bà trắng trắng lắm không? Cái trắng trắng đó hả? Bởi lớn, dễ sợ thiệt rồi. Trên 65 tuổi là đi với các bác sĩ đi theo. Không có bác sĩ đi theo. Đi từ từ chứ, chú nói chuyện anh với tôi quên cái mất rồi. Ai vậy? Lấy tên ai mà trên 65 tuổi có bác sĩ đi theo. Thì nó hiện mới 62, 3 năm nữa nó kiếm bác sĩ rồi. Tôi anh còn lâu. Không, tôi anh mới kiếm rồi được. người nào mà đi quay phim cũng phải cần bác sĩ nữa. Ừ, khi tái nửa chừng á, xuống mấy cái dốc thì tái nửa chừng. Đi đi những căn nhà dọn ra Danapon đây.
Đây đi hả? À, ok. À, là chỗ đó đó ha, đúng rồi, đó, đó. Không có sóng. Không có sóng. Bây giờ nó kêu baby beach á, như vậy đó. Đây là Dana Point đây. Có con voi, nó có cái voi, nó có cái đuôi. Mình đứng ở đâu rồi? Mình ở gần cái đầu rồi. Đây. Đây là đường đi về, đường tắt đi về lại chỗ xe đậu xe. Hai doanh nhân giấu mặt đi phía trước. Rồi đi mau đi. Quan khay chỗ này đẹp đây, ở đây đây. Đây. Một mình nó dài tới đây luôn hả? Chắc nhiều căn nha. Ừ. Nhiều căn nên bởi vì bên kia nó là townhouse condo á. À đúng rồi. Nhiều căn dài dễ sợ. Đây là Dana Point đây. Giờ mới dưới là oyster thấy không? Oyster vui không? Quá trời dữ ha. Đó, oyster đó. Dana Point đây. Hai nghệ sĩ giấu mặt đi bị thơ kìa. Tú Anh giới thiệu cho một tiệm nhà hàng rất là không có sang nhưng mà rất là đặc biệt. Hai doanh nhân giấu mặt đây. Giấu mặt chứ không thấy nguyên cái mặt ra như này mà giấu mặt. Ở Sài Gòn nói về ca sĩ giấu mặt á. Giấu mặt nè. Không có chương trình ca sĩ giấu mặt. Đó. Ca sĩ biết ca sĩ sống lắm hả? Đây là tiệm bagel, sandwich, salad, juice bar and wrap. Quảng cáo này ngon lắm. Được.
Đúng, quay nào, quay trước hay quay quay mình đó.